Chiều 1 tháng 11, bác sĩ Huỳnh Thị Thanh Thúy, trưởng khoa sơ sinh cấp cứu hồi sức tích cực và bệnh lý của Bệnh viện Phụ sản Nhi Quảng Nam là người phụ trách ca bệnh, đã có thông tin về vụ việc cháu MD sinh năm 2019, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam bị tử vong trong điều trị. Theo đó, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi D vào tối 30 tháng 10 trong tình trạng đau bụng, nôn mửa. Bệnh viện tiến hành siêu âm, chẩn đoán cận lâm sàng cháu D bị viêm ruột, sau đó truyền dịch. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 31 tháng 10, cháu trở đau, được bác sĩ thăm khám siêu âm về vấn đề đường ruột nhưng chưa phải can thiệp cơ thể. Đến khoảng 8 giờ 50 phút, bệnh nhi chuyển biến mệt, lơ mơ rồi được chuyển lên khoa hồi sức tích cực. Khi can thiệp hồi sức, bệnh nhi bắt đầu ngưng tim, ngưng thở và mất lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày. Phía anh Diệu là cha của bé D nhận thấy khi thăm khám, bác sĩ tiêm một mũi thuốc vào bình nước để truyền cho cháu. Sau tiêm tầm 15 phút, cháu có phản ứng, nôn ói, nói năng mất kiểm soát. Bác sĩ Thúy cho biết trong giới hạn của y khoa, có những bệnh không điều trị được, đặc biệt là những bệnh virus. Những bệnh virus qua đường ruột thì có khoảng 5% sẽ tấn công lên tim. Và chẩn đoán cuối cùng nguyên nhân tử vong của bệnh nhi D là do viêm cơ tim thể tối cấp tính. Bệnh nhi nhiễm virus biểu hiện từ đường ruột, sau đó tấn công lên gây tổn thương cơ tim. Đây là trường hợp rất hiếm gặp, chuyển biến rất nhanh. Theo bác sĩ Thúy, bệnh viện cũng đã giải thích với người nhà bệnh nhân khi làm thủ tục, nhưng có lẽ gia đình không hiểu hết ý được giải thích. Trước đó, vào sáng 30 tháng 10, cháu MD có biểu hiện đau bụng tại trường mẫu giáo. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, thấy con vẫn chưa bớt đau, nên gia đình đưa cháu D đi cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Quảng Nam.